Vâng, xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Rất vui mừng gặp lại các bạn, và trong video ngày hôm nay thì công ty thiết kế nhà đẹp Green sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn một cái mẫu nhà 2 tầng và thiết kế theo phong cách hiện đại. Đơn vị chúng tôi đã thiết kế cho anh Huỳnh ở Thanh Thủy, Phú Thọ các bạn nhé. Thế thì ở đây các bạn sẽ được đơn vị tôi chia sẻ cho các bạn cái mẫu 2 tầng thiết kế theo kiến trúc căn biệt thự 2 tầng này nhé. Thiết kế theo kiến trúc hiện đại. Và đơn vị chúng tôi đã đến nhà anh để khảo sát hiện trạng đất và lên phương án thiết kế. Thì đây là không gian các bạn quan sát, đây là không gian đất của nhà anh. Kích thước mặt tiền là 17m, 11m7, gần 12m các bạn nhé. Đấy, các bạn quan sát thì hiện tại là khi chúng tôi khảo sát thì đất của anh rất là rộng, kích thước 11m7, sâu 30m, 37m các bạn. Đây, kiến trúc sư Quyền đang ghi chép lại các cái thông số của kích thước đất mà đơn vị chúng tôi đến đấy, nhận dạng. Thì cái mảnh đất này nằm ở cái khu vực đường liên xóm thôi các bạn nhé. Kích thước đường rất là rộng, khoảng tầm 6m, thì có thể hai xe tránh được nhau thoải mái các bạn nhé. Đấy, không gian đất rất là rộng. Thì đơn vị chúng tôi đã về khảo sát hiện trạng đất và lên cái phương án thiết kế, và đây là cái hình ảnh mà đơn vị chúng tôi đã ký cái hợp đồng thiết kế cho gia đình. Thì ở cái hình ảnh này thì các bạn nhìn thấy đây là đội ngũ các kiến trúc sư của công ty thiết kế nhà đẹp Green. Thì đây là chỗ áo trắng này, em Huỳnh các bạn nhé. Thì các bạn quay trở lại cái không gian, cái mẫu ngôi nhà biệt thự thiết kế theo dạng hiện đại này, thì từ cái ý tưởng thiết kế mong muốn của gia đình em Huỳnh như nào thì chúng tôi đã biến mọi ý tưởng nó trở thành hiện thực. Thì chúng tôi sẽ phân tích cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ bất kỳ một cái video nào thì các bạn lên Google, chúng ta sẽ search cái từ khóa Phạm Văn Tuân. Khi các bạn search từ khóa Phạm Văn Tuân thì các bạn sẽ trả về được các thông tin. Thế thì ở đây các bạn sẽ ấn vào cái nút đăng ký này để chúng ta sẽ nhận các cái thông báo về những cái mẫu nhà mới nhất. Các bạn ấn vào nút đăng ký này và chúng ta zoom chuồng ở góc này nhé. Đó, các bạn nhớ zoom chuồng ở góc này. Đó. Và mỗi một lần đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green phát trên kênh YouTube Phạm Văn Tuân thì các bạn sẽ nhận được một cái thông báo. Nếu mà các bạn làm đúng theo những cái việc tôi đã vừa chia sẻ với các bạn, ấn nút đăng ký rung chuông thì các bạn sẽ nhận được một thông báo về cái mẫu nhà đẹp. Thế thì ở đây ngoài cái việc thứ nhất thì chúng ta sang việc thứ hai, thì chúng tôi đã tổng hợp tất cả các cái mẫu nhà biệt thự 2 tầng 3 tầng trên kênh trên website 1001 mẫu nhà đẹp.com. Thì cái thông tin website tôi sẽ để trên màn hình cho các bạn. Ở đây thì cứ vào website này thì các bạn muốn xem các mẫu biệt thự thì các bạn vào mục mẫu biệt thự, sau đó các bạn lăn chuột xuống phía dưới này thì chúng ta sẽ nhận được các cái mẫu nhà. Các bạn lựa chọn được cái mẫu nào ưng ý thì hãy gọi điện cho chúng tôi theo số hotline 0386325566 nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại, đấy là các cái thông tin để các bạn đang tìm ý tưởng xây dựng căn nhà mơ ước thì tôi cung cấp cho các bạn thông tin như vậy. Giờ các bạn sẽ quay trở lại cái không gian nhà, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn ý tưởng thiết kế từ cái công năng các phòng, các diện tích. Thì bây giờ mời các bạn xem cái phần 3D trước về ý tưởng thiết kế. Ở phần 3D này thì các bạn quan sát về phần ý tưởng thiết kế thì với cái kiến trúc của căn biệt thự thì em Huỳnh có đưa ra cái làm sao để cho nó công năng nó đẹp nhất và hình ảnh nó đẹp, thì đơn vị chúng tôi đã lên cái phương án thiết kế cho em. Và ở đây thì các bạn quan sát ở chúng tôi đã thiết kế 5 bậc. Khi bước 5 bậc thì các bạn sẽ vào khu vực không gian nhà để cho nó cao và thoáng không gian. Thì ở đây xung quanh thì phần phía dưới và phía trên chủ đạo sẽ ốp gạch các bạn nhé, ốp gạch. Thế thì ở đây một số gia đình chú ý là khi chúng ta trời mưa đấy thì thường cái chân tường của chúng ta bao giờ cũng bắn bụi bẩn bám lên, mà chúng ta sẽ ốp gạch giả đá thì nó sẽ rất là đẹp, và sau mỗi trận mưa thì nó sẽ sạch sẽ hơn và sáng hơn. Đó là những cái ưu điểm về phần ốp gạch nhé các bạn nhé. Thế thì ở đây chúng tôi đã tính toán phong thủy tuổi của chỗ em Huỳnh thì ở đây sẽ phù hợp với cái tông màu đá màu xanh các bạn nhé. Thì cái đây là cái tông màu chủ đạo phù hợp với phong thủy cùng với kết hợp với cái ngói màu xanh nữa thì để thể hiện cái phong thủy tuổi của gia chủ. Ở đây thì cái phần phía trên này cũng được ốp đá màu xanh này với kết hợp với ngói màu xanh,
để phù hợp với cái mệnh của gia chủ các bạn nhé. Thì ở đây thì các bạn khi chúng ta bước 5 bậc thì các bạn nhìn khu vực sảnh hiên rất là rộng rãi để vào khu phòng khách và ô cửa sổ phòng khách, các vị trí các ô cửa ở phía trên. Tầng 2 thì chúng tôi cái phần ban công thì chúng tôi có làm các nan bê tông và trên có thể làm cái tấm kính trắng để tránh nước mưa, chúng ta có thể thưởng thức ly cà phê cùng với cái bàn trà phía trên tầng 2 để ta sẽ ngắm được cái cảnh phía trước của công trình. Ngoài ra thì các bạn quan sát ở tầng trên thì đơn vị chúng tôi cũng bố trí cái không gian và tầng dưới những cái ánh đèn để chiếu sáng trong cái dịp buổi tối, khi các bạn bật điện lên thì cái ánh đèn này nó tỏa ra những ánh sáng lung linh cho công trình. Tiếp tục các bạn sẽ quan sát đến với cái hình ảnh 3D tiếp theo. Ở cái hình ảnh này thì các bạn sẽ nhìn được góc nhìn từ phải sang bên tay trái. Thì ở cái góc nhìn này thì các bạn nhìn được các cái vị trí ô cửa sổ cùng với các cái không gian phía bên đằng phía bên tay phải màn hình các bạn. Thì ở đây các bạn quan sát này, đây cái chân tường thì đơn vị chúng tôi đã phối cái màu ốp gạch màu đậm hơn này, đấy đậm hơn thì các bạn nhìn nó rất là đậm. Đấy, phía dưới này, ở đây góc nhìn này chúng ta nhìn rõ các cái vị trí ô cửa sổ này. Đấy các bạn nhìn, chúng tôi thiết kế theo phong cách hiện đại rất là khỏe khoắn, thì tất cả không có đắp vẽ gì cả, các bạn nhìn không có một sự đắp vẽ đường chỉ điểm nhấn không gian rất là khỏe, và các cái ô cửa sổ cũng tạo ra các cái gờ nổi, tạo ra cái sự khỏe khoắn cho không gian, và cửa gỗ lim cùng với pano kính để sáng không gian nhà. Khi các bạn có thể đóng cửa thì chúng ta phải lấy ánh sáng từ phía ngoài vào, thì các bạn chú ý như vậy. Và ở phía trên này thì chúng tôi cũng vừa chia sẻ với các bạn, đây là cái không gian, là cái phần ngăn này, đấy ốp bằng đá hết các bạn nhé, để tạo cái điểm nhấn không gian nhà. Đấy, còn cái phần phía trên này thì tông màu phía trên, ngăn phía trên này tầng 2 ấy, thì được sơn màu đậm hơn, và tôi cũng chia sẻ với các bạn rồi. Ở đây thì các bạn nhìn cái phần mái trên, chúng ta nhìn các ánh đèn hắt xuống ở góc này, chúng ta nhìn được các không gian ánh đèn hắt, các vị trí đèn để hắt từ tầng 1, tầng 2. Và với kiến trúc nhà xây dựng theo phong cách hiện đại như này, đây là cái hệ thống đèn đây chiếu sáng các bạn này. Ở đây cái vị trí tầng 1, tầng 2 cũng tương tự, chúng ta lấy cái vị trí ánh đèn này, đây trên này cũng thế, các bạn sẽ thấy những cái phần ánh đèn bố trí hết trong không gian. Đây các vị trí đèn chiếu sáng vào buổi tối. Và cái phần tầng 2 thì có cái khu vực chúng ta trồng hoa ở cái khu ô cửa sổ. Thì các bạn, chúng tôi có thiết kế riêng những cái không gian này để thiết kế trồng hoa để tạo ra cái điểm nhấn không gian nhà, nhìn chúng ta gần gũi với thiên nhiên hơn. Tiếp theo ở góc nhìn này thì các bạn, chúng ta sẽ góc nhìn từ ở trái sang phải. Ở góc nhìn này thì các bạn sẽ quan sát được các vị trí của khu vực ô cầu thang. Tôi sẽ chỉ cho các bạn không gian ô cầu thang đây. Cái vị trí này là vị trí không gian ô cầu thang từ tầng 1 đến tầng 2. Đó, cái vị trí này xuống phía dưới này. Thì chúng tôi sẽ lấy hai ô cửa và ánh sáng toàn kính hết để chúng ta sáng hết vào không gian nhà ở vị trí ô cầu thang. Và ở đây thì các bạn quan sát cái vị trí của các cái vị trí các ô cửa sổ lấy ánh sáng vào các cái phòng các bạn nhé. Rồi chi tiết cụ thể, đây là cái phần ban công phía sau để chúng ta phơi đồ nhé các bạn nhé. Phần này không để chống không gian phơi đồ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến góc nhìn từ trên cao. Khi các bạn nhìn từ trên cao nhìn xuống thì chúng ta nhìn thấy khuôn viên tổng thể của công trình. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn từ trên cao này, từ các phần không gian ở cái hệ cổng chúng ta đưa vào cùng với không gian nhà, nó sẽ hài hòa với nhau. Mái ngói cổng cũng bằng ngói màu, và không gian các vị trí chúng tôi đã thiết kế. Ở đây thì các bạn nhìn khi ta bước 5 bậc thì cái khu vực sảnh hiên này bố trí là cái phần gạch hoa văn đẹp, cái gạch này gạch rất hoa văn là to rộng, bản rộng đẹp ở bên này. Và các cái cung bậc vị trí đặt ô tô thì với những cái khuôn viên sân như này thì chúng ta cái vị trí cổng chúng ta lùi ô tô ra vào ấy, thì các bạn chú ý là chúng ta sẽ phải đan thép để chúng ta không bị khi các bạn thi công chúng ta đan lớp thép A200 được phi 10
hoặc là phi tán để tránh bị gãy bề mặt. Chúng ta làm kỹ cái phần ô tô lùi ra lùi vào để các bạn chú ý như vậy. Nếu các bạn chỉ đổ bê tông không và ốp gạch lên thì chúng ta đi lại nhiều lần nó sẽ bị vỡ và gãy cái phần gạch chúng ta ốp. Các bạn khi chú ý cái phần thi công, phần có vị trí ô tô đốt. Thế thì ở đây là cái góc nhìn từ trên cao, chúng ta sẽ nhìn xuống cái hệ mái tổng thể. Thì cái vị trí như này để chúng ta khi cái thi công cái phần mái để nó dễ dàng hơn. Ngoài ra thì đơn vị chúng tôi cũng làm chi tiết các hệ mái của thép và thép định hình siêu nhẹ, thép kèo thép siêu nhẹ. Đây các bạn nhìn cái không gian như này, thì chúng ta nhìn đến như này thì các bạn rất dễ thi công phần mái, nó rất rõ ràng và tường minh. Chúng tôi bỏ hết phần mái ngói ra để các bạn nhìn được các cái vị trí điểm ra thi công một cốt thép. Thế vừa rồi đã chúng tôi đã chia sẻ cho các bạn về cái không gian. Thì đây các bạn sẽ nhìn cái phần nội thất và các cái vị trí không gian các phòng. Ở đây khi chúng ta bước 5 bậc vào khu vực sảnh hiên này thì chúng ta sẽ đi vào trong khu vực phòng khách. Đây là khu vực phòng khách các bạn nhé. Khu vực phòng khách rất là rộng. Đây cái vị trí phòng khách chính. Đấy, ở đây thì có thiết kế thêm cái bộ sập ở góc bên này. Đấy, có thể chúng ta khi những ngày lễ Tết hoặc là những tổ chức tiệc tùng ăn uống xong bạn bè để ngồi nói chuyện, chia thành hai tốp ra cái sập này uống nước trà. Đấy, câu chuyện. Thì ở đây cái vị trí cầu thang, chúng ta bước ở đây các bậc chúng ta lên trên tầng trên. Ở đây thì chúng ta sẽ phần dưới thẳng cái hướng này, thì các bạn quan sát thẳng khu vực này thì chúng ta đến khu vực bếp nấu nhé. Ở khu vực bếp nấu này, đây là khu vực bếp nấu, đây là khu vực bàn ăn này. Đấy, và chúng ta ở dưới tầng 1 thì có một phòng ngủ. Phòng ngủ này có khu vực nhà vệ sinh ở đây, chúng ta đi vào gọi là phòng ngủ master. Và ở đây thì chúng ta có phòng vệ sinh chung ở dưới khu vực bếp kia này các bạn nhé. Đấy là cái công năng ở dưới tầng 1. Thì chúng ta sẽ lên trên tầng 2. Khi các bạn lên trên tầng 2 thì cái công năng sẽ như sau. Ở phía trước này thì là một phòng thờ các bạn nhé. Đây là khu vực phòng thờ. Đấy, đây là phòng ngủ. Đây là phòng ngủ. Đây là phòng ngủ. Và đây là phòng tắm và nhà vệ sinh chung trên tầng 2. Và phía đằng sau không gian này, ở đây là khu vực phơi đồ các bạn nhé. Máy giặt chúng ta bố trí khu vực bên trong đây và phơi đồ quần áo phía sau nhà để giấu cái không gian phơi phóng quần áo đằng sau. Thì các bạn nhìn này, trước tất cả khuôn viên đều là rất là gọn. Bây giờ thì chúng tôi sẽ chia sẻ đây cái phần khảo sát đến hiện trạng đất. Thế rồi các bạn nhìn thế rồi, chúng tôi lướt lại một lần nữa để các bạn nhìn về cái không gian. Đây là cái phần ký hợp đồng thiết kế. Đây mặt tiền này, mặt hồi này, mặt hồi nữa này. Đấy, từ trên cao này, phần thép này, mặt bằng này. Đấy, tất cả đầy đủ cho các bạn. Bây giờ các bạn rất nhiều bạn mong muốn xem là biết thêm về các cái diện tích từng phòng như nào, thì đây tôi sẽ chia sẻ cho các bạn ngay bây giờ. Đây là cái không gian bố trí mặt bằng nội thất tầng 1, thì tôi sẽ view gần lên cho các bạn nhìn. Sát lại cho các bạn. Kích thước nhà là 9m với chiều dài nhà là 16m7 các bạn nhé. Đấy, 16m690 và 16m7. Thì các bạn nhìn công năng này, phòng khách có diện tích là 34,5m2. Đấy, và phòng bếp ăn là 24,1, phòng ngủ tầng 1 ở dưới tầng 1 đấy là 17,8m2. Đây là vị trí tầng 1. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với tầng 2. Ở khu vực tầng 2 này thì các bạn quan sát cái không gian tầng 2. Tầng 2 thì phòng thờ của chúng ta là 14,2m2, khu vực sân thượng là 17,5, phòng ngủ số 2 là 12,1, phòng ngủ số 3 là 13m2, phòng ngủ số 4 là 17,3m2. Và đây khu vực phòng tắm, nhà vệ sinh, và đây là khu vực sân phơi phía đằng sau. Đây là cái diện tích từng phòng. Về bộ hồ sơ bản vẽ thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái phần bộ hồ sơ bản vẽ. Tôi in ra rồi để các bạn sẽ nhìn. Để tiếp theo thì các bạn sẽ nhìn về cái không gian bộ hồ sơ bản vẽ của công trình thực tế. Nó như thế nào thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn. We'll be right back.
Cũng qua video này thì đơn vị chúng tôi cũng chân thành cảm ơn gia đình anh gia đình em Huỳnh đã ủng hộ công ty thiết kế nhà đẹp của Linh. Thì cũng qua video này chúc riêng em Huỳnh là luôn luôn gia đình em nó luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công nữa trong cuộc sống. Và cũng cảm ơn chân thành tất cả các quý khán giả đã theo dõi đến cuối đoạn video clip này. Chúc quý khán giả luôn luôn mạnh khỏe. Còn cái việc tư vấn thiết kế thì hãy để cho những đơn vị tư vấn thiết kế chuyên nghiệp như công ty thiết kế nhà đẹp của Linh, chúng tôi sẵn sàng phục vụ các bạn trên các tỉnh thành trong toàn quốc. Và các bạn hãy gọi điện cho tôi theo số line 0386325566. Ở phần cuối video này thì chúng tôi cũng chia sẻ cho các bạn về những đơn vị tư vấn thiết kế chuyên nghiệp thì như thế nào là đơn vị tư vấn thiết kế chuyên nghiệp. Thì các bạn hãy tìm hiểu một đơn vị đó. Ở đây thì các bạn có thể tìm hiểu qua kênh YouTube, ví dụ như đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green đây, thì chúng tôi chia sẻ cho các bạn các cái mẫu nhà vườn một tầng này, mẫu nhà vườn 2 tầng này, mẫu nhà biệt thự 3 tầng này, và những mẫu nhà ống nhà phố này. Và ở đây thì các cái mẫu nhà là đơn vị chúng tôi đã thiết kế và thi công rồi xong này, để các bạn quan sát đây. Và các hoạt động 63 tỉnh thành thì đơn vị chúng tôi đi đến đâu thì chúng tôi cũng chia sẻ với các bạn trên kênh YouTube. Thế thì để tìm hiểu như nào một đơn vị tư vấn thiết kế chuyên nghiệp thì các bạn phải thấy những cái hoạt động nó diễn ra liên tục, và thứ hai là các bạn phải quan sát đến cái đội ngũ, và chúng ta thấy quan sát cái mẫu mã nhà của đơn vị đó có đa dạng hay không, hay là chỉ theo một cái form cứ từ đầu đến cuối theo một cái form như vậy. Thì ở đây chúng tôi, các bạn nhìn các cái mẫu nhà hoàn toàn nó khác biệt luôn. Đội ngũ kiến trúc sư rơi gần 30 người sẵn sàng phục vụ các bạn, cho nên là mỗi một đội ngũ, mỗi một kiến trúc sư như một họa sĩ sẽ vẽ lên một ngôi nhà hoàn toàn khác biệt luôn. Thì các bạn có thể thấy một số đơn vị thì các bạn cứ nhìn thấy mẫu nhà nó cứ xem nhau, thì đấy chỉ có một hai kiến trúc sư vẽ thôi, cho nên là cái về cái mẫu nhà nó hầu như là giống nhau. Thì các bạn nhìn lên những mẫu nhà đơn vị tôi nó hoàn toàn có sự khác biệt, những đội ngũ các kiến trúc sư rất là nhiều để phục vụ tất cả các gia đình Việt Nam đang chuẩn bị xây nhà, từ cái phong cách nhà phố rồi phong cách biệt thự hoàn toàn khác nhau. Và anh em kiến trúc sư rất là trẻ, nhiệt tình và năng động. Thì đây các bạn nhìn đội ngũ đông đảo như này để sẵn sàng phục vụ các bạn các cái chi nhánh các cái tỉnh thành trong toàn quốc, thì nhà đẹp Green sẵn sàng phục vụ. Đấy, đấy, thứ nhất thì các bạn quan tâm những yếu tố về đội ngũ, về mẫu mã nhà, về cái tính thẩm mỹ của các công trình. Thứ hai là các bạn thấy những sản phẩm thực tế. Và thứ ba thì các bạn quan tâm đến khách hàng nói về đơn vị công ty đó như thế nào, thì các bạn tìm hiểu kỹ các thông tin, tìm đến những đơn vị tư vấn thiết kế chuyên nghiệp, thì các bạn đặt niềm tin những đơn vị như đó thì chúng ta sẽ đạt được những kết quả cao nhất. Thì cũng qua video này để nói như vậy để các bạn có những cái trải nghiệm thú vị về những cái đơn vị tư vấn thiết kế chuyên nghiệp. Các bạn nhớ đăng ký kênh nhé. Đấy là một số cái tâm sự như vậy. Đăng ký kênh YouTube Phạm Văn Tuân, Phạm Văn Tuân, Phạm Văn Tuân. Rồi hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.